Sáng 26 tháng 6, giá đô la Mỹ trong nước tiếp tục tăng. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 24.258 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua. Cùng chiều đi lên, giá đô la Mỹ tại Vietcombank cũng tăng thêm 5 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.250 đồng và bán ra lên 25.470 đồng. BIDV tăng 5 đồng khi mua chuyển khoản 25.250 đồng, bán ra 25.470 đồng. Giá đô la Mỹ tự do tăng thêm 10 đồng so với hôm qua, mua vào lên 25.880 đồng, bán ra lên 25.960 đồng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay trên thị trường tự do. Giá đô la Mỹ tự do đã cao hơn các ngân hàng thương mại gần 500 đồng, thay vì chỉ 300 đồng như tuần trước. Thời gian gần đây, gõ từ khóa trao đổi, giao lưu vàng, hàng chục kết quả là các hội nhóm công khai, lẫn nhóm kín liên quan đến việc trao đổi, mua bán vàng miếng, nhẫn 4 số 9, vàng trang sức sẽ hiện ra. Mỗi thông tin đều có nhiều lượt tương tác, càng chứng tỏ sức nóng về vàng từ mạng xã hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia vàng, giao dịch kiểu sang tay như vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ mua phải vàng miếng nhái, vàng không đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt, chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ bị lừa đảo. Đối tượng bán vàng có thể nhắn địa chỉ để khách hàng đến giao dịch hoặc khách cung cấp địa chỉ nhà để bên bán đến giao vàng. Từ đó, dễ gặp kẻ xấu, gây thiệt hại cho người mua. Đối với những dịch vụ đăng ký hộ online và đứng ra mua hộ vàng để ăn chênh lệch, cũng có khả năng bị lừa đảo khi khách chuyển tiền, đưa tiền để người bán vào ngân hàng nhận vàng. Theo dữ liệu của bấtđộngsản.com.vn, tính đến tháng 5, giá giao bán chung cư đã qua sử dụng tăng từ 44 đến 68% sau một năm. Đà tăng không chỉ ở những chung cư đã qua sử dụng, giá một số dự án vừa ra mắt, sắp bàn giao hay mới bàn giao tại các khu vực xa trung tâm cũng đang neo cao. Chung cư dự án Moonlight 1 An Lạc Green Symphony tại xã An Khánh, Hoài Đức đang được giao bán với giá giao động từ 50 đến 55 triệu đồng một mét vuông. Tại dự án Imperial Solar Park của Mid Group ở Tây Mỗ, Nam Tử Liêm, căn 2 ngủ 2 vệ sinh với diện tích 54 mét vuông đang giao bán 3,7 đến 4 tỷ đồng một căn tùy vào vị trí, tương đương 68 đến 74 triệu đồng một mét vuông. Cũng tại khu vực Tây Mỗ, dự án Lumi Signature của Capitaland có giá giao động từ 75 đến 80 triệu đồng một mét vuông. Còn hai dự án của Masterize là Lumia Evergreen và Mastery Westhead có giá bán trung bình khoảng 70 triệu đồng một mét vuông. Có thể thấy sau thời gian tăng nóng, những dự án chung cư ở xa trung tâm Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Theo lý giải của các đơn vị nghiên cứu thị trường, sự khan hiếm về nguồn cung căn hộ, tốc độ tăng giá của vật liệu xây dựng cùng sự thay đổi trong quan niệm sở hữu nhà ở của người dân đô thị đã tác động đến giá căn hộ tại Hà Nội, đặc biệt căn hộ tại các khu vực xa trung tâm. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo các tổ chức cờ bạc đang lợi dụng không gian mạng và giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024, giải vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024 để lập nhiều website cá độ bóng đá với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài. Họ ra sức quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ người chơi mở tài khoản tham gia cá độ bóng đá, lôi kéo số lượng người chơi lớn, gây rất nhiều hệ lụy, suy thoái kinh tế gia đình, xã hội. Đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng các loại tội phạm và vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, mua bán người. Theo đó, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, đam mê và yêu thích bóng đá nhưng kiên quyết tránh xa cá độ bóng đá, phải ý thức được hậu quả, tác hại của cờ bạc đến đời sống của bản thân, gia đình và xã hội. Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát, quán bia, điểm vui chơi giải trí phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự. Trong quá trình tổ chức xem bóng đá, không tổ chức cá độ bóng đá, không tiếp tay, bao che để các đối tượng lợi dụng tổ chức cá độ bóng đá.